Tính đến thời điểm hiện tại thì cả 10 bệnh nhân được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai điều trị đều đã qua cơn nguy kịch, trong đó nhiều bệnh nhân có thể ra viện trong một vài ngày tới. Anh Nguyễn Văn Thiều, bệnh nhân nặng nhất trong số 10 bệnh nhân được chuyển xuống điều trị tại bệnh viện Bạch Mai ngày 29 tháng 5. Sau 2 ngày được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, đến nay bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ thì từ hôm xuống dưới Bạch Mai này điều trị thì thấy nó người con người nó đỡ khỏe hẳn. Trong 2 ngày điều trị thì thấy nó ổn. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện sức khỏe của cả 10 bệnh nhân đã ổn định. Một số bệnh nhân có thể ra viện trở về quy trình chạy thận thường quy trong một vài ngày tới. Cái bệnh nhân mà nặng nhất, đấy là bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều, 45 tuổi, thì tình trạng khi về thì bệnh nhân khá nặng. Các cái chỉ số trong máu nhiễm toan, các cái chỉ số trong máu diễn biến rất là bất thường trong 2 ngày đầu. Tuy nhiên thì bắt đầu từ tối hôm qua thì bệnh nhân cũng tiến triển khá dần lên. Bệnh nhân hiện tại thì các cái xét nghiệm trong máu tương đối tốt. Thì sáng nay chúng tôi đã kết thúc được cái lọc máu liên tục và hiện tại thì bệnh nhân có lẽ cũng chờ để chạy thận chu kỳ. Thì hiện tại các bệnh nhân cũng đi vào hoạt động, các cái bệnh nhân này cũng đi vào cuộc sống bình thường được rồi. Hiện tại thì sức khỏe khá ổn định và hiện tại thì đã lọc máu chu kỳ cho các bệnh nhân. Riêng về trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, hiện vẫn đang rất nguy kịch. Tối hôm qua chúng tôi cùng đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai do giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quốc Anh dẫn đầu cùng với giáo sư Bình trưởng khoa và một các cái giáo sư trong Bệnh viện Bạch Mai đầu ngành cho Bệnh viện Bạch Mai lên đánh giá lại bệnh nhân thì tình trạng bệnh nhân còn rất là nặng. Thế thì các giáo sư đầu ngành đã hội chẩn và cho một cái phương án điều trị hết sức tích cực. Tiếp theo thì diễn biến thì chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được là có thành công hay không, nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ tập trung một cách tối đa nhất có thể cho bệnh nhân. Trong đêm hôm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 10 bác sĩ và trang thiết bị y tế lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để tập trung cứu chữa cho bệnh nhân vẫn còn đang nguy kịch, chưa thể chuyển lên tuyến trên.